mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần biểu cầu ngồi. Mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Thôi, khét đồ ăn hết rồi kìa, mau đem vô cho tí má ăn đi, nhanh lên. Dạ. Ai, sao chị hai lâu về quá rồi chị ba? Ờ, mà sao chiều rồi không thấy chị hai về nữa, lâu quá. Giờ này chị hai chưa về, vậy là chị hai ăn bánh bông lan hả, no luôn rồi đó. Mà sao ngồi vậy đâu á mà thèm ăn bánh bông lan dễ sợ luôn ha. Chắc vậy rồi. Ai bánh bông lan không? Con đường lang quanh con, khuya sớm qua bao mùa nắng mưa, dòng sông lững lờ con đò đưa đón đi về chờ chiều chờ. Sao chị hai về khuya quá vậy? Ừ, hôm nay ở ngoài chợ có chút việc cho nên là hai về muộn một chút. Vậy hả? Hai đói không? Em dọn cơm cho hai ăn nha. Thôi, bây giờ hai còn phải chuẩn bị bột để sáng mai còn ra chợ sớm nữa. Mấy đứa đi ngủ sớm đi, sáng mai còn đi học, biết không? Dạ. Hai ơi, hai ngủ sớm đi, ngày nào hai cũng thức khuya hết à. Ừ, biết rồi, đi ngủ đi. Dạ. Lạnh cho lòng thêm bái về, đêm trắng đêm một mình nghĩ thương cho duyên tình, lời yêu dặn dặn trai chỉ thương cha mẹ lo đàn. Trời sáng rồi mấy đứa ơi. Dậy. Dậy đi học nè. Út ơi, dậy đi học đi. Trời sáng rồi. Sao ngày nào không phải đi học chứ vậy? Trời ơi. Nhanh lên. Nè, ra dạ. Ra hay dặn nè.
Cơm nước có hai chuẩn bị xong hết rồi. Dạ. À, cho thằng Út nó ăn rồi nó còn đi ra đi học sớm nghe không? Dạ. Mà sao chị hai không ở nhà ăn cơm với tụi em xong rồi hãy đi bán? Trời ơi, thôi hay ra ngoài chợ rồi hay ăn sáng luôn. Mấy đứa đi đi, nhanh lên nha. Hai, hai ăn với em một bữa đi. Ngày nào hai cũng ăn bánh bông lan vậy á, cái mặt hai á giống bánh bông lan ế lắm luôn á. Đi vô, đi vô, đi vô. Chị hai đáng bán sớm về với tụi em nha. Dạ chị hai. Mấy đứa này thiệt là. Vé số đây. Vé số sáng mua chiều trúng đây. Thôi trời ơi, dặn hoài mấy cái đứa này đi gì lẹ vậy. Ai bánh kẹp không? Ê quỷ nhỏ, ông lo bán gì? Địa em nào hả? Hay bị em nào gùa quến rồi? Tầm bậy tầm bạ không mà. Địa cái gì mà địa? Đó, ở trong tiệm tạp hóa chị thấy không? Đang mở cái bài bánh bông lan của cô Lệ Thị với chú Minh Dương hát nghe hay quá trời luôn. Đó, đó. Diễn duyên quá trời duyên luôn. Cái bài này trong xóm mình á, chiều nào cũng có nhà mở ông nội. Nghe ông đã sao giờ còn bần thần vậy? Em biết, nhưng mà nhà em không có cái tivi. Á, mỗi lần á mà em nghe á là em nghe ké nhà ông Bảy bên sông không à. Ông mở lên á, gió nó tạt ngang mới nghe được. Gió không tạt ngang là không có nghe, mà đâu có coi được luôn. Trời ơi, thấy thương ghê không? Bữa nào qua nhà chị cũng có tivi rồi. Nhưng mà có cái băng cassette để về chị lục lại. Trời ơi, ta nói hả, tí chị coi như báo vật vậy đó. Có cái bài này luôn nè, cô Lệ Thủy chú Minh Dương luôn. Cái băng đó ha, dễ chắc phải gấp đôi tuổi chị á. Mà ta nói nó nhão, thiệt là nhão. Nó đứt từ khúc khúc xong dán lại, thấy thương lắm. Ờ, à, nhưng mà thấy hay không? Sao? Ta nói với cái bài ha, có cái bánh bông lan không à. Hát nguyên cái bài Tân Cửa Giao Duyên luôn. Vậy mà cũng hát ra ngọt liều à, tới ai cũng nghiện trường á. Mà hình như nhờ tại cái bánh bông lan. Ta nghe cái người ta thấy có bánh bông lan ở trọng, ta thấy nó quen. Nên người ta mới thích. Nghe riết cái người ta ghiền, giống như ghiền cái bánh bông lan vậy á. Ta nói tía má chị ghiền lắm. Lần nào mà ở miệt mình đó, có cô Lệ Thủy chú Minh Dương về diễn á, ở đâu cũng lội đi hết trơn, xong ngồi ở dưới la lên bánh bông lan, bánh bông lan, bánh bông lan. Lần nào cũng yêu cầu bài đó hết trơn á, trời vậy. Ê, nhắc bánh bông lan mới nhớ, sao giờ này chưa thấy con Trang bông lan ra ta? Nhớ chị ra sớm lắm mà. Ờ, nhỏ này thiệt tình dặn hoài à. Nhà cái gì cũng ôm vô người hết, bởi như vậy không có tranh thủ chứ đó. Bây giờ á, cái cầu nó xây gần xong rồi nha. Ít bữa nay cái phà này nó dẹp rồi là không biết làm sao á. Thôi, tôi nói cũng thấy thương. Tính ra hai chị em mình đỡ. Có gì còn có tía má nhà lo phụ. Nó có mình ơn lo cho cả nhà luôn á. Mà dạo này bánh bông lan rồi mấy cái món quà quê mình bán ế quá. Đúng rồi. Ta nói bánh tây bánh tàu nhiều quá, bánh ai cũng ghiền. Cả đông. Ờ. Bởi vậy mấy cái bánh quà quê của mình như giờ người ta càng ngày người ta càng chê, người ta không thèm ăn thì sao, bán ế dễ sợ luôn. Đúng rồi. Thấy thương gì đâu rồi, không biết làm sao nữa. Cô nghe. Anh. Bánh kẹp. Dạ. Bánh kẹp. Bán. Anh mua không? Dạ, tôi tìm người cô. Tìm người hả? Mua vé số đi ạ. Dạ, xin lỗi anh à, ta tìm người. Anh, ở cái miệt này ai em cũng biết hết trơn á. Anh hỏi đi, em chỉ cho, chỉ đường anh tới không được á, em dắt anh tới luôn. Dạ, tôi nghĩ chắc cô với anh biết. Tại cái cô mà bán hay bán bánh bông lan cái có cái bán trên phà này hả, hay bán ngoài chợ? Dạ đúng rồi, bán ở phà này. Ở phà này hồi trước có nhiều người bán lắm. Nhưng sao nể quá, giờ có mình Trang bạn tôi bán à. Đúng rồi. Con Trang á, ta nói mặt dễ thương, thiệt dễ thương. Tao nói rau nó ngọt, tiền ngọt như cái bánh bông lan vậy, phải không? Dạ, chắc vậy hả cô. Rồi, vậy tôi biết rồi. Ai bánh bông lan không? Chị Trang. Bởi vậy tao nói bữa sau nhớ nhắc tiền, nhắc bạc, nhắc linh dễ sợ luôn. Ai bánh bông lan không? Lẹ lẹ đi. Đúng rồi đó cô nói đó. Cảm ơn cô nghe. Dạ. Dạ, cô xin phép cảm ơn anh. Dạ. Cô hai ơi, bông lan cánh trắng nhụy vàng, quá thương cô nàng khéo nướng bánh bông lan, con đò dằm có mà mênh mang, quen hơi gió tiếng quá gian tiền duyên, quen hơi
cái bông lan thì nhĩ vàng cánh trắng, còn cái bánh bông lan của cô hai đó cánh nó vàng mà nhĩ nó cũng vàng luôn. Tôi nhìn là tôi thấy thương liền à. Cô gói giùm tôi mấy chục cái, chút xíu tôi đem về Sài Gòn tôi cho bà con nha. Mà ở trên Sài Gòn đó, hãy mỗi lần mà tôi nhớ cái bánh bông lan đó là tự nhiên trong buồn nó thấy buồn. Chắc là mai mốt tôi về tôi ở luôn nơi này. Ủa mà sao cô hai đứng thân không nói một lời? Ông bà mình có bảo đó, hãy có ăn thì có nói, sao cô hai cứ hà tiện với tôi từng lời từng tiếng vậy cô hai? Anh ba, ông bà mình nói đúng á, hãy có ăn thì có nói, nhưng mà từ sáng tới giờ tôi bán chứ tôi không có ăn. Chết cha, hồi nãy tôi có thử mấy cái rồi, không lẽ giờ tôi phải ở đây tôi nói hoài cho tới tối hơn. Ăn mấy bánh bông lan của hai giờ tôi khen tiếp luôn, tôi nói không ra hơi nữa nè. Mà tôi nói cô hai nghe, tôi lặn lội từ trên Sài Gòn xuống đây á, tội nghiệp lắm. Cô hai cho tôi ở lại đây nói chuyện với cô hai chút thôi nghe cô hai. Anh ba à, anh có ở á thì tôi không có mời, mà anh có đi á thì tôi cũng không có mời. Cô hai hối sao cho đành đoạn, trong khi cũng vì mấy cái bánh bông lan mà tự trên Sài Gòn tôi lặn lội xuống nơi này. Ủa, nói vậy cho nên không có bánh bông lan hả? Chắc là do cái người mà đánh bột khéo tay nên tôi mới nhớ hoài. Dạ cảm ơn anh ba, để về tôi nói lại ba má nhà xin một đấu phương á. Anh à, vậy chắc là do cái người đứng khéo đó cô hai à. Chàng ơi, mấy đứa em tôi ở nhà mà nghe nó nói được chắc nó mừng hết lớn anh ba à. Ủa, nói vậy cũng không phải luôn hả? Mà cô hai nè, cô ác làm chi mà cô ác dữ. Tôi không lẽ tôi nói tôi xuống đây là tại vì tôi nhớ. Anh nhớ gì anh ba? Tôi nhớ. Anh nhớ gì? Nhớ bánh bông lan. Cô hai ơi, có gì cho tôi bán phụ với nha cô hai. Ở đây tôi thấy bà con cũng đông lắm rồi. Có ai mua bánh bông lan phụ giùm người ta không vậy? Bông lan mà ấp miệng trời, thương em bởi câu hò lẫn tiếng hát đưa duyên. Xe gò lúc tình thân thang, quen hơi bèn tiếng quá dân tìm duyên. Quen hơi bèn tiếng quá dân tìm. Tôi nè, chắc tại cái bụng của tôi thiệt thà nên nghĩ sao thì tôi nói ra vậy à. Nếu thật tình anh ba xuống đây chỉ vì mấy cái bánh bông lan thì để tôi gói cho anh ba vài chục cái mang theo về xứ để anh dùng. Cũng được có mấy buổi đâu mà cô phải bận lòng. Chứ tôi biết làm sao cho anh vừa lòng vừa dạ. Không lẽ tôi cho anh mượn khuôn mượn lò, rồi anh về anh nướng bánh anh ăn? Ý, không có được đâu nha cô hai. Tôi có nghe nói đó, cái nghề làm bánh bông lan này không phải là ai làm cũng được à nha. Phải học hỏi cho đàng hoàng, còn phải khéo tay nữa đó. Vậy anh về rồi đưa chị ba xuống, ba má tôi không có sâu bụng trong nghề. Hàng vô hàng tiếng thấy bà nội luôn đi. Cô hai biết không, tôi nói thiệt tôi tức chứ lắm. Tại vì tôi biết sao, tôi khổ lắm. Tôi xuống đây mà tôi nói không có được cái gì, tôi lỡ mai mốt với cô có chồng, cô lấy chồng rồi thì mình biết tính làm sao đây. Cô hai à, ngặt nói một điều là tôi chưa có vợ. Ủa, nói vậy anh ba chưa vợ hả?
Trời ơi, tôi thấy tôi cũng vậy mà tầng tuổi này tôi ở vậy của mình nên hả? Chắc là tại anh ba cũng lọc lừa kén chọn nên chưa có cô nào vừa mắt hết phải không anh? Thì có lọc lừa hay kén chọn gì đâu, cũng tại vì cái mùi vị bánh bông lan của cô hai đó mà làm cho cả đời này cũng quên không có được. Hay là để tôi làm mai cho anh cô bạn làm bánh bông lan khéo nhất ở nơi này. Chịu đâu mà nè, cảm ơn cô hai nhiều lắm, nhưng mà sao nãy giờ tôi nói cái gì đó cô cũng bàn ra hết trơn hết trọi vậy? Không lẽ thôi chuyện bây giờ nè, tôi gần nó xa hôm qua tôi nói thiệt, tôi xuống đây là tại vì tôi nhớ. Anh nhớ gì anh ba? Anh nhớ gì? Nhớ cô hai. Ho! Bắt gặp rồi nha. Chị hai nha. Thấy rồi nha. Chị hai. Chị hai á là một tấm gương để em noi theo á. Nên em quyết định rồi. Sao? Em nghỉ học đi bán bánh bông lan nuôi thằng Út. Trời ơi, thôi, Út ơi. Trời ơi, đừng có đi nghỉ học. Nếu mà hai không muốn em nghỉ học á thì hai phải hạnh phúc thì em mới cảm thấy em yên lòng. Em thấy anh Long á, ảnh cũng tốt bụng lắm, rồi còn thương hai thật lòng nữa, nên hai chịu đi. Chịu đi mà. Chịu đi nha. Chịu ơi. Đi. Ăn bánh bông lan bây giờ khang tiếng muốn chết rồi. Trời ơi, tôi bắt gặp rồi nha. Thấy chưa? Ê, trước cái đám ăn hỏi, nhớ báo trước vài ngày nha. Chi vậy? Chị, đích thân chị sẽ làm hai cái tráp bánh bông lan. Nhớ nha, lễ ăn hỏi của quê mình là phải có tráp bánh bông lan. Người quê mình phải giữ hồn quê mình chứ. Thôi, sao vậy? Người ta không có thích làm, thích bánh bông lan của chị làm đâu. Thích á, chị hai em làm à. Đúng rồi đó. Trang, Trang làm anh ấy. Vậy là từ nay chị hai hết ăn bánh ế.